Giày Nike, giày Adidas sẽ không còn gắn mác Made in China sản xuất tại Trung Quốc nữa. Thay vào đó, những hãng giày này sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Xu hướng chuyển dịch gia công các thương hiệu giày, túi xách từ Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục gia tăng. Năm ngoái, các nhà máy ở Việt Nam sản xuất 44% giày cho Adidas, tăng so với 31% năm 2012. Trong khi đó, nguồn cung từ Trung Quốc chỉ chiếm 19%, giảm so với hơn 30% năm 2012. Nếu bỏ qua các loại thuế nhập khẩu bị Mỹ áp thêm, Trung Quốc vẫn là thị trường thu mua quan trọng. Tuy nhiên, tôi không loại trừ khả năng xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Các thương hiệu giày khác cũng đang làm tương tự. Lượng sản phẩm của Uniqlo, chuỗi thời trang lớn nhất của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam đã tăng khoảng 40% trong năm ngoái, khi hãng muốn tìm kiếm các lựa chọn khác ngoài Trung Quốc. Bên cạnh những lo ngại xoay quanh áp thuế trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc, thì giá nhân công và các chi phí về môi trường tại Trung Quốc đang tăng, được xem là một trong những lý do khiến nhiều thương hiệu lớn muốn di dời một số dây chuyền sản xuất ra khỏi đây.